Dư nợ của các tổ chức tín dụng bị ảnh hưởng do bão lũ lên tới khoảng 100.000 tỷ đồng với 85.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Ngân hàng Nhà nước đã vào cuộc khẩn trương, yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động thực hiện các giải pháp như miễn giảm lãi suất, giãn, hoãn nợ, phối hợp với các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại xây dựng các chương trình tiến dụng mới với lãi suất phù hợp tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành